Cảm ơn bạn gửi cho ảnh. Dạ. Trong đó thì có một quyển sách, một người em một người quen của em viết quyển sách đó với hy vọng là sẽ mang tới cái sự bình an cho người đọc, tại vì bạn đó theo Phật chị nhiều. Dạ, với lại trong đó cũng có một cái con ốc biển là món quà từ nơi mà em sinh ra lớn lên. Nha Trang phải không? Trời, ốc biển mà nhìn bánh trung giống bánh trung thu quá ha. À, mình để lên trên tay thì mình có thể nghe được tiếng chỗ những người ở. Cái này hồi nhỏ xíu tôi học cấp 1, học cấp 2, cấp 3 cũng có mấy anh hay dụ tôi lớp đưa con ốc lại nghe anh nói chuyện rồi đó. Nghe tiếng gió vi vu trong ha. Dạ. Dễ thương, đúng là một cơn gió lạnh. Thế còn tại sao em tặng bó hoa này, nói ý nghĩa coi. Dạ, em thấy bó hoa này nó lạ, với lại là liên quan đến tiền, là em muốn có một người bạn là như là sau này có thể quản lý tiền của em. À, thấy tìm một người bạn sau này quản lý tiền của em. Thôi được rồi, và khi trái cửa trái tim này mở ra rồi mình đoán không có đúng nhau, các bạn cảm thấy làm sao? Không có đúng hả chị? Đâu, hỏi cổ, có phải cô là cái người đứng mà cái đầu dựa vô tường đó không? Không, bạn này hay, bạn này không đúng. Không giống hả? Vậy là sai rồi phải không? Sai rồi. Còn em cũng đoán sai. Sai rồi. À, cảm xúc khi cái cánh cửa trái tim này mở ra thì em thấy như thế nào? Em không có cảm giác xa cách. Ừ. Dạ, em cũng vậy. Em thấy bạn gái thì dễ thôi. Ừ. Đó cũng là những cái năng lượng tích cực trước tiên vậy đi. Chứ chưa nói gì nhiều, cũng chưa biết gì hết. Bây giờ ăn cái đã, ăn cho no bụng rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Xin mời đồ ăn của nhà hàng Quyết. Đi đâu đây? Chào chị, em đi hẹn hò. Trời ơi, kính thưa quý vị, trời ơi, fan ruột của tôi á mà đều ruột dư á quý vị. Hai năm nay nó bỏ tôi mất tiêu, không thấy bóng dáng nó xuất hiện luôn. Tôi tự giới thiệu luôn, tôi lanh lắm, đây là bạn Trương Vũ Đạt. Ủa, đang làm gì mấy năm nay đâu gặp, quên rồi, tự giới thiệu đi. Dạ, em tên là Trương Vũ Đạt. Em sinh 1986. Quê hương em ở Bến Tre. Rồi nhớ rồi, ký ức đã tràn về rồi. Quê hương ở Bến Tre, hiện tại đang làm công việc gì? Hiện tại em làm nhân viên văn phòng và kinh doanh tự do. Hồi đó em có tham gia hả? Bạn muốn hẹn hò chưa? Dạ, em có tham gia trình bạn muốn hẹn hò. Đúng rồi, là em tham gia bạn muốn hẹn hò năm bao nhiêu? Dạ, em tham gia bạn muốn hẹn hò năm 2016. 2016 là 4 năm rồi. Lúc đó có hẹn hò mà. Dạ, có hẹn hò. Rồi cái cô đó đâu rồi? Dạ, cô đó có chồng rồi vậy. Trời ơi, em mát tay hơn chị nữa. Bạn này là phải là fan của Tường là phải 7-8 năm rồi. Dạ đúng rồi. Là fan đời đầu, fan cứng của tôi từ đời đầu. Rồi sau đó tôi mới làm bạn muốn hẹn hò là bạn ấy đăng ký tham gia. Thì trong chương trình mình đã mai mối thành công cho bạn ấy một người. Nhưng mà bây giờ thì bạn ấy đã đi lấy chồng là hiểu rồi ha. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay em 34 tuổi. 34 tuổi. Rồi, mời em gái, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Tường. Em chào bạn nam bên kia. Em rồi. Tên là Kim Ngân. Kim Ngân. Năm nay em cũng 34 tuổi. Em tới từ thành phố Nha Trang. Hiện tại là em đang công tác trong một cơ quan nước ngoài. Ở đâu? Dạ, ở quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. À, quê Nha Trang thôi. Bây giờ làm việc ở quận nhất đúng không? Dạ. Dạ. Tưởng đâu thằng em tối nay vô gặp người yêu xa nữa chứ. Rồi ba mẹ mình còn gia đình mình ngoài Nha Trang hả? Dạ, gia đình em ở Nha Trang. Ừ, em vô đây một mình thôi. Dạ. Rồi mình ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em ở một mình thôi chị. Thuê nhà ở? Dạ. Ồ, thân gái dậm trường, đường xá xa xôi, cần người quan tâm và chăm sóc. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Là em giản dị, thiên về những cái giá trị của gia đình. Rồi em nấu ăn, những bữa ăn gia đình. Còn về xã hội thì em đối xử với người khác là thiệt lòng. Em có những người bạn đã chơi khoảng mười mấy, hai chục năm rồi. Dạ. Quá tốt ha. Vậy thì cái mặt mà mình thấy mình còn yếu là cái gì nè? Em hơi lo xa. Chuyện em sẽ vẽ ra những cái viễn cảnh cho một cái tình huống nào đó rồi lo là nếu như vậy thì tình huống A thì mình sẽ nên như thế nào, tình huống B nên như thế nào. Nhưng mà thông thường thì những tình huống xảy ra thì đều tốt hết, chứ không tới nỗi là xấu như em dự kiến. Rồi. Dạ. Giờ Đạt nè, em nói lớn cho bạn gái bên đây biết nè, Ngân nè rất dễ thương luôn. Hôm nay cố gắng nha. Dạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh là em hiền, chân thành, không rượu bia thuốc lá. Không rượu bia thuốc lá. Biết nấu ăn, nấu những món gia đình. Nấu những món gì ngon nè?
thịt kho trứng hoặc là canh chua. Vậy mà đó giờ miền Tây chưa bao giờ thấy nấu thử cho mời chị Tường ăn, làm sao biết tôi quảng cáo được. Nhiều khi quảng cáo mà không có sao em ha. Dạ. À, giỡn cho vui thôi chứ rất là nhiệt tình. Mọi thứ như giúp đỡ ai làm gì công việc thì bạn ấy rất là nhiệt tình. Rồi khuyết điểm mình là gì đã? À, khuyết điểm là em nói chung là hơi nóng tính. Nói chuyện ví dụ như bạn nữ á, biết biết em nóng tính vậy á, kiềm chế lại thì em có thể được. Rồi ngủ có thể khai ngái khi mệt. Hiện tại là em đang sống với ai? Dạ em sống với mẹ, với cậu và đứa với đứa em. Rồi. Ủa chị nhớ lúc đó là em có công việc của em là có coi khách sạn gì mà phải không? Dạ lúc trước làm ngân hàng, xong rồi sau này về em làm ở khách sạn cho cậu. Là hiện tại giờ vẫn là quản lý khách sạn. Dạ đúng rồi. Là khách sạn trong gia đình đúng dạ. Không? Rồi mẫu người lý tưởng. À, nếu mà về ngoại hình thì cao trên 1m, cao khoảng 1m65 trở lên. Chú ý về mặt sức khỏe, ví dụ như là có tập một cái môn thể thao nào đó. Có trách nhiệm với gia đình, chân thành, chung thủy. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Nếu mà về thói quen thì nếu được thì đừng có hút thuốc, uống rượu. Ý em nói là mình biết giới hạn để mình giữ sức khỏe. Tại vì mình sẽ là trụ cột của một gia đình. Biết chia sẻ với lại công việc trong gia đình, chứ không có mặc định đó là việc của phái nữ. Không có chia ra nam nữ gì trơn á. Làm được cái gì thì mình làm để mình vun vén cho gia đình của mình thôi đúng không? Dạ. Còn em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Muốn tìm người vợ tương lai nói chung là hiền, thích tham gia hoạt động xã hội, thích từ thiện giống như em. Rồi, ok. Gì nữa? Có cái tiêu chuẩn gì nữa không? Chung là em tiêu chuẩn như đó thôi. Đơn giản thôi phải không? Rồi. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình? Tình trường thì em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình là có tính cái mối tình bạn muốn hẹn hò? Dạ có tính luôn. Là tính luôn đó hả? Dạ. Mối tình đó kéo dài được bao lâu? Dạ mối tình bạn muốn hẹn hò kéo dài được 1 năm. Trời, cũng lâu ha. Ủa sao chia tay vậy? Do bạn nó đi công tác rồi giống như hai người không có sự quan tâm nhiều á, rồi xong rồi cái chia tay. Rồi nguyên do là do xa mặt cách lòng đó thôi. Dạ. Hay là tại em quen mà em không tính tới hôn nhân, em không đặt vấn đề dạ không, dạ không, do xa mặt cách lòng. Nhưng mà vậy là cái mối tình đó tới giờ là mối tình cuối luôn hả? Tới giờ luôn hả? Dạ. Vậy còn mối tình đầu kéo dài bao lâu? Mối tình đầu kéo dài 3 năm. 3 năm. Dạ. Mà lúc đó là nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27 cũng lớn rồi, sao 3 năm mà không cưới? Do bạn đó giống như là bắt cá hai tay. Trời. Dạ. Rồi tại sao 4 năm nay không quen được ai, 3 năm nay không quen được ai? Nói chung là em chỉ tìm hiểu thôi nhưng mà không hợp nên không có tiến tới nữa. Hay tại em kén quá, hay em khó chịu quá, hay em có tật xấu gì? Dạ không. Biết chị là MC của Hẹn Trưa, em đăng ký nhiều lần. Đăng ký nhiều lần rồi? Dạ, nhiều lần rồi nên được chương trình kết nối với bạn này. Ai biểu nó không đi gọi là đi ngõ sao, nó phải liên hệ với tôi là tôi đăng ký giùm cho nó lẹ. Đăng ký nhiều lần. Rồi tình trường em sao Ngân? Dạ em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất thì là kiểu học trò hồi xưa. Dễ thương rồi. Dạ cho nên cũng không có gì. Rồi mối tình thứ hai thì lúc em có đi học ở nước ngoài thì em có quen anh đó trong lúc mà ảnh học tiến sĩ ở đó. Do là tụi em là không có cùng đạo, ảnh bên đạo Hồi. Dạ cho nên là không có thể tiến xa hơn. Em là đạo Phật hả? Dạ em hướng Phật. Mà sao sống ở nước ngoài mà không thoát được ở cái vấn đề đạo hả em? Dạ không, với lại gia đình ảnh cũng muốn là cưới một người cùng đạo. Cùng tiếng nói cho nó dễ. Là lúc đó em nói em học nước ngoài là học nước nào? Dạ em ở Brunei, với lại em có đi Mỹ một thời gian. Ok, vậy là cũng tốt rồi ha, mọi thứ. Rồi có hình không? Em có đem hình gì của em ngày hôm nay không? Hai bạn có không? Đâu cho chị Tường coi cái gu hai bên có giống nhau không nha. Trời ơi, kiếm không ra luôn á. Ôi trời ơi, trời. Tìm được tôi chết liền á, kiếm đi cưng. Đó, ấm hình ha. Mình chỉ theo cái cảm giác của mình thôi. Chỉ coi theo em là anh nào. Em nghĩ là anh này. Anh đang mắc kiến hả? Em mở ra coi. Anh đó đó hả? Rồi để coi chứ chị cũng không biết nữa. Đâu, có không? Dạ, em nghĩ là bạn này. Bạn nào? Bạn này. Bạn đứng mà dựa cái đầu vô tường này hả? Xin mời quý vị hãy ổn định vị trí trật tự để xem coi hôm nay cảm xúc của mình lựa chọn cảm giác đầu tiên của mình đúng hay sai nha. Mời hai em. Gặp mặt anh hoa gửi tặng nha. Cảm ơn anh. Wow. Dạ. Ủa là từ
nhiên hoa này từ là ngộ vậy. Rồi tiền thì xài được, nhưng cái bông thì nó héo, đáng lẽ vậy là phải cái bông này à, bông giả. Ồ, vậy là bó hoa này có ý nghĩa đó. Em cũng cảm ơn Hoàng gửi cho ảnh. Dạ. Trong đó thì có một quyển sách, một người em một người quen của em viết quyển sách đó với hy vọng là sẽ mang tới cái sự bình an cho người đọc, tại vì bạn đó theo Phật chị nhiều. Dạ, với lại trong đó cũng có một cái con ốc biển là món quà từ nơi mà em sinh ra lớn lên. Nha Trang phải không? Trời, ốc biển mà nhìn bánh trung giống bánh trung thu quá ha. À, mình để lên trên tay thì mình có thể nghe được tiếng chỗ những người ở. Cái này hồi nhỏ xíu tôi học cấp 1, học cấp 2, cấp 3 cũng có mấy anh hay dụ tôi lớp đưa con ốc lại nghe anh nói chuyện rồi đó. Nghe tiếng gió vi vu trọng ha. Dạ. Dễ thương, đúng là một cơn gió lạnh. Thế còn tại sao em tặng bó hoa này, nói ý nghĩa coi. Dạ, em thấy bó hoa này nó lạ, với lại là liên quan đến tiền. Là em muốn có một người bạn là như là sau này có thể quản lý tiền của em. À, thấy tìm một người bạn sau này quản lý tiền của em. Thôi được rồi. Và khi trái cửa trái tim này mở ra rồi mình đoán không có đúng nhau, các bạn cảm thấy như sao? Không có đúng hả chị? Đâu, hỏi cổ, có phải cổ là cái người đứng mà cái đầu dựa vô tường đó không? Không, bạn này hay, bạn này không đúng. Không giống hả? Vậy là sai rồi phải không? Sai rồi. Còn em cũng đoán sai. Sai rồi. Cảm xúc khi cái cánh cửa trái tim này mở ra thì em thấy như thế nào? Em không có cảm giác sai cách. Ừ. Dạ, em cũng vậy. Em thấy bạn gái thì dễ thương. Ừ. Đó cũng là những cái năng lượng tích cực trước tiên vậy đi. Chứ chưa nói gì nhiều, cũng chưa biết gì hết. Bây giờ ăn cái đã, ăn cho no bụng rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Xin mời đồ ăn của nhà hàng. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương nha. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà nha. Đây là món chả mực Hạ Long nè. Và đây là món bò Nhật Fuji nướng đá rất là đặc biệt. Bò Nhật rất là mềm, rất là thơm, rất là ngon luôn. Nhưng mà nhớ vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện với nhau nha, về tình yêu nha. Ít phút nữa chị Tường quay trở lại. Mời hai em ngon miệng. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn nha, mời anh. Em ở miền Trung, em vào Sài Gòn lâu chưa em? Khoảng 3 năm. Dạ. Còn anh là làm từ hồi trước tới giờ ở đây luôn hả? Anh ở đó anh học phổ thông xong anh lên đây anh ở luôn. Vậy là học đại học xong rồi ra làm ở đây. Dạ. Là hiện tại là lúc nãy anh nói là anh đang làm nhân viên văn phòng với... Văn phòng kinh doanh tự do. Là kinh doanh là ở Sài Gòn luôn. Kinh doanh là ở Sài Gòn. Dạ. Hiện tại là anh đang ở quận mấy? Anh ở quận 10. Ở Bến Tre là anh ở... Anh ở huyện Châu Thành. Mời anh dùng. Gia đình của em có bao nhiêu thành viên? Nhà em thì em là lớn, rồi có hai em trai. Thì các em hồi xưa đi học, đi làm cũng xa, nhưng mà giờ thì tất cả đều về Nha Trang hết. Thì tới lúc đó là em đi. Dạ. Lúc nãy em có nghe nói là anh có tham gia công tác thiện nguyện. Là anh thường hay đi hả? Anh đi theo quý, cứ quý là đi một lần. Thật ra em cũng thích mấy cái hoạt động đó, nhưng mà không có tìm được một cái hội nào á. Nên là chắc có lẽ nếu mà có được thì sẽ xin tham gia làm thành viên. Anh cũng muốn ví dụ như mình tìm hiểu xong rồi mình bấm nút thì anh sẽ cùng em đồng hành các chuyến thiện nguyện. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Em muốn chọn con trai như thế nào? Giống như lúc nãy em nói rồi á, thì là một người hướng về gia đình. Quan trọng là sự chia sẻ với lại là tôn trọng nhau. Lúc nãy anh nói là cái mối tình cuối cùng gần đây nhất của anh đó là cũng quen rồi, cổ cũng đi công tác rồi không có quan tâm, cho nên là hai người không do đi công tác 2 năm. Dạ. Ở nước ngoài nên không có thời gian không gặp. Vậy thì chắc cũng phải rút kinh nghiệm rồi. Vì kiểu như là mình sẽ phải rút kinh nghiệm hơn rồi. Dạ. Dạ.
dạ cái gì mà nói chuyện với bạn gái mà ổng dạ là dạ sao không hiểu nữa thiệt tình luôn á. Chị nói rồi cậu em của chị hiền lắm, hiền dữ lắm, mà nhiều khi chắc cũng hiền vậy, thiếu sự quyết liệt trong tình yêu làm gì mặt đỏ bừng vậy Đạt. Trời ơi, mình phải tự tin lên nha, 34 tuổi rồi phải không? Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn rồi chị. À là mình phải quyết liệt lên nha, chứ thời buổi giờ mà chậm chạp là trễ hơn ta một bước nữa đó. Dạ, thế hôm nay em đi, Đạt đi có ai đi theo ủng hộ không? Em đi với chú. Chú, còn hôm nay Ngân đi có ai đi theo không? Em đi với lại ba với lại em trai. Ồ, có ba với em trai nữa hả? Vậy bây giờ mình mời gia đình của hai bên vào để cùng trò chuyện nha. Dạ, xin mời hai bác ạ. Dạ, cho chào chú ạ. Chào em. Dạ, chào chị. Dạ, chào chú. Dạ, dạ. Rồi, rồi cô Tường cho phép hai cháu ngồi để ghi hình cho nó đẹp nha. Ưu tiên bên đây đi, tại vì bên đây ít người hơn. Dạ, chào chú. Chú là chú ruột của Đạt hả? Là chú họ. Chú họ, dạ. Đạt, chú có biết tính cách của Đạt xưa giờ như thế nào không ạ? Tính cách thì nói chung là nhút nhát, có cái hơi nóng nảy chút, có những gì bất bình thì hơi tự phát nhưng mà rồi cũng tự kiềm chế. À dạ. Đến mức độ mà quá. Dạ. Thế gia đình nữa là ba mà má của Đạt là đã hối, có hối thúc chuyện lấy vợ không chú? Nói chung thì nó đôi lúc ra tùy vào ý của Đạt, chứ không có mình không có lớn bây giờ thời đại bây giờ mà cắt được. Dạ, mình có ép đâu có được ha chú ha. Rồi vậy không? Là cái trở ngại cho nó luôn. Dạ, nhút nhát quá thấy không Đạt? Nhà cũng biết mình nhút nhát nữa, mình phải mạnh mẽ lên. Hôm nay chú nhìn thấy bé Ngân thì chú có nhận xét như thế nào ạ? Nói chung là xinh, dễ thương, cuộc sống rất là sâu sắc. Có những cái gì va chạm cuộc sống mà. Dạ. Được cái sâu sắc đó thì cũng tốt. Dạ, cô bé cũng... Phần lại là do Đạt. Dạ, đúng rồi, phần là do Đạt, tất cả mọi người chỉ cho Đạt cái cơ hội thôi. Dạ, rồi chào chú ạ. Là em trai hả? Dạ, em trai. Em ruột. Dạ, là chú là có hai cháu hay là còn ba đứa? Dạ, còn đứa em trai nữa. Dạ, rồi có gia đình chưa? Dạ em chưa có chị. À, vậy đợi chị đi trước rồi hai em mới theo sau phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, vậy còn cô đâu chú? Cô thì ở nhà cô nhà. Vậy con gái lớn năm nay cũng ba mấy tuổi rồi, không biết là ở nhà cô với chú có nôn nôn gả chưa hay là cứ để vậy sống với mình cho nó sướng ạ? Nói chung thì cái hồi kia là gia đình thì lo cho con cái ăn học á, rồi nó học biết lên đại học rồi thời gian rồi đi làm việc đồ các thứ á, thì cái khoảng thời gian nó ít giao tiếp đồ các thứ thành ra là nó hơi muộn màng chút. Nhưng mà ý của gia đình á là vợ chồng tôi đó là coi như là cũng muốn con cái nó lập gia đình rồi nó đời quê để mà mình còn an tâm. Dạ nữa. Dạ đúng rồi, mình có cháu rồi bồng nữa. Dạ, để theo với bạn bè. Nhiều khi tôi đi đám cưới nhiều người bạn lắm mà ai cũng hỏi thăm rồi dạ. Cô sao còn ông chừng nào báo tin mừng cho tôi hết dạ. Đó. Dạ. Đó cũng là một cái niềm mà trong cái tâm tư nguyện vọng tôi cũng hôm nay là gặp chương trình đây mà nhất đó là tôi xem tivi tôi thấy cô Cát Tường là lên ấy nay là tôi gặp trực tiếp ở đây dạ. Thấy rất là vinh hạnh. Dạ cảm ơn chú ạ. Và đồng thời đó là cháu nó ở đây thì qua cái thời gian nãy giờ theo dõi tôi có rất nhiều cảm tình. Dạ à, có cảm tình với cháu Đạt này hả chú? Cảm tình ở chỗ nào ạ? À? Cảm tình ở chỗ là hiền. Nhưng mà bạn ấy nhút nhát quá. Nhút thì được nhưng mà không có nhát. À nhút chứ không nhát hay à. Dạ bây giờ hai bên mình đại diện hai gia đình mình bắt tay nhau một cái biết đâu sau này mình làm xui à. À nhút chứ không nhát. Đúng là người lớn có những cái nhận xét rất là sâu sắc đúng không quý vị? Rồi bây giờ nè em trai nè, bây giờ hôm nay đi theo ủng hộ tinh thần chị nè. Hai thằng đàn ông nè, bây giờ thấy anh này sao nói thẳng rồi. Em xin phép bắt tay anh. Được, tiến tới đi em. À, dạ, à, em chúc bác, em chào, con chào bác, em chào anh, em chào chị Tèo. Rồi. Khi mà gặp anh Đạt đây thì cái cảm giác đầu tiên là nói chung là hai cha con bác rất là cảm tình. Cơ bản là em thấy người miền Tây là gia đình em rất là cảm tình. Cũng không có nói gì hơn thì hai anh chị cũng lớn tuổi rồi. Em cũng hy vọng anh chị đến được với nhau và cho nhau cơ hội bấm nút ngày hôm nay luôn, bấm thì thiệt luôn. Trời ơi, dạ. Nghe mà nó còn nôn hơn chị dạ. Nữa. Hôm nay mới bấm nút để tìm hiểu thôi dạ. Còn phải tìm hiểu một thời gian nữa dạ. Mà có gì nhớ hỗ trợ anh rể nha. Dạ, em hỗ trợ hết mình anh. Rồi, cảm dạ. ơn. Rồi, dạ cảm ơn gia đình hai bên ạ à. Rồi con hy vọng là ngày hôm nay Tường lại mát tay một lần nữa nha dạ. Giúp đỡ cho một cái cặp đôi này một cái cơ hội. Dạ cảm ơn chú ạ à. Chúc chú sức khỏe nha. Cảm ơn chú ạ à. Rồi
cát tường sức khỏe dồi dào. Dạ cảm ơn chú ạ, cảm ơn chú. Mình xuống mình theo dõi tiếp nha chú. Cảm ơn chú. Rồi, hai ông xu mà đi ra ngoài còn bắt tay nữa, ghê thiệt. À thì đó cũng là những cái tín hiệu mừng. Bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện cho mình chơi thêm một trò chơi nhỏ nhỏ ha. Bốc thăm đi. À, coi yêu cầu của chương trình làm gì để mình tìm hiểu nhau được nhiều hơn, mình thân thiết với nhau hơn, cởi mở với nhau hơn. Đọc lớn lên em gái. Hãy tưởng tượng bạn nam dẫn bạn gái lên núi ngắm hoàng hôn và cầu hôn. Thôi ơi. Nhúc nhưng không nhát. Làm đi cưng. Xin nắm tay bạn gái rồi tưởng tượng dẫn bạn gái lên núi gì đó, ngắm hoàng hôn, giả bộ là đạp xin xe đạp đi chăng đó đó. Rồi đi đi hai em. Đi đâu lên núi đi đi. Tôi thấy qua xe đạp này có vẻ giống lên núi nè. Hoàng hôn đẹp quá anh ơi. Đẹp quá anh ơi. Anh thấy anh mến em thương em quá cảm tình với em. Anh muốn em là bạn gái của anh. Đất Bến Tre đầy nắng và gió, trai Bến Tre chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần vô thảo, em có chịu làm mẹ của con anh không? Trời ơi. Trời ơi, để tôi biết đọc thơ nữa. Dạ. Thôi được rồi, về về về. Mình chỉ cần tỏ tình thôi. Yêu cầu bạn nam là vậy thôi. Nhúc chứ không có nhát đâu nha, cũng gai lăng lịch thiệp lắm á. Rồi tới Đạt, bốc một lá đi. Bạn nam hãy ghé tay bạn nữ và nói là yêu thương thật lòng. Trời đất ơi, sao bữa nay cơ hội hoài vậy Đạt? Làm như có cái gì. Qua đây. Bây giờ thì qua đây. Nói gì nói đi. Ghé tay. Rồi tôi có nghe được không ta? Tôi nhìn sợ mắc cỡ, tôi đi chỗ khác. Em bằng ý là bạn gái anh. Em muốn làm công chúa thì em phải làm bạn gái của anh. Dạ, chị nghe chứ chị. Chị nghe, ổng nói thì chị nghe rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn, về chỗ đi ạ. Dạ. Hôm nay không biết ai lời nữa. Người thì được ghé tay, được nắm tay. Nhưng một người thì lại được nghe những cái lời yêu thương. Em, lúc nãy em chưa trả lời. Lúc nãy anh nói là nếu mà em muốn làm công chúa thì làm bạn gái của anh. Thiệt ra em không có cần phải làm công chúa gì hết. Em chỉ cần là hai người nếu đến với nhau thì có sự chia sẻ và chân thành với nhau là được. Cảm xúc của em bây giờ là gì? Dạ em rất hy vọng có thể tìm được một người để mình chia sẻ cái cuộc sống từ giờ cho tới giờ sau. Em mang cái sự hy vọng và năng lượng tích cực tới với chương trình và em cũng mong sẽ tìm một người tương tự như vậy. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em khi gặp bạn nữ thì bạn nữ tên gì? Không nhớ. Nãy giờ ta đọc 2-3 lần luôn mà không nhớ mà nói lời. Bạn Tinh Ngân. Run quá. Anh run quá. Bạn Tinh Ngân. Rồi như thế nào? Em nhìn thấy bạn là có cảm giác như em thân thiện như đã gặp từ lâu rồi. Thưa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, thì một thông điệp mà Tường luôn nói rằng là cái cảm xúc là cái quan trọng trong tình yêu. Và chương trình thì chỉ không thể nào mà cầm tay, mà dắt tay nhau, đặt tay người này vào tay người kia được. Đó là quyền của các em thôi. Khi đến tham gia chương trình là mình đã trân trọng cái cơ hội này. Nếu như cảm thấy mình có sự xao xuyến, có rung động, hoặc mình cảm giác đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm, thì mình hãy nắm bắt cái cơ hội đó. Bởi vì ai cũng đang loay hoay tìm kiếm một nửa của mình thì mới cần nhờ tới chương trình. Bấm nút vì sự rung động của bản thân. Bấm nút vì cái suy nghĩ, cái lý trí của mình đang nghĩ những cái điều tốt đẹp. Chứ không phải là mình bấm nút vì lên đây phải lịch sự, phải bấm. Bây giờ là lúc các bạn đưa ra quyết định của mình. Đặt tay vào nút bấm nha hai em. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu thật sự muốn hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau thì mình bấm thật mạnh. Nếu mà không đồng ý, mình có quyền lặng lẽ lấy tay ra dưới sự chứng kiến của gia đình, người thân, bạn bè và khán giả đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai em nhắm mắt lại. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ và lắng nghe trái tim của mình nha các bạn. Lắng nghe cảm xúc của mình. 3. Hết thời gian. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đèn đã sáng lên rồi ạ. Mời hai em về một phía. Bạn gái là một người rất là sâu sắc. Chị nghĩ em là một người khá là nhạy cảm. Bây giờ nắm tay nhau được rồi. Cái nắm tay này mới là nắm tay chính thức. Nay là chị rất vui.
vui là mình cũng đã một lần nữa cho cậu em mình một cái cơ hội. Lần này chị hy vọng rằng là em hãy cố gắng, chị không mong gặp lại em lần thứ ba nữa nha em nha. Bớt quá tam ba bận, cố gắng nha, thành công. Chúc cho hai em sẽ có những cái thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Cùng với trước tiên là sự đồng thuận của gia đình, thì đó là một cái bước khá là may mắn trong cái câu chuyện của hai em rồi. Hy vọng một ngày không xa, biết đâu các bạn lại báo tin vui với chúng tôi thì sao. Rồi, đây tặng cho em gái món quà làm kỷ niệm nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cái này thì dẫn bạn gái đi xem phim nè nha. Rồi, cảm ơn hai bạn, nắm tay nhau đi ạ. Cảm ơn quý vị, và ngày hôm nay rất vui khi quý vị ạ, làm mai được cho một ai đó là đã vui rồi, mà làm mai được cho cái người quen của mình nữa thì mình càng vui hơn. Hôm nay là hoàn thành xuất sắc vai trò bà mai bà mối quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta chia tay thôi.